いつも君を水香り。Có một cậu bé gia đình đã bị giết hết, chỉ có cô em gái mà cậu tử là xém chết. Và bên đàn diệt quỷ với sự cẩn thận tỉ mỉ, chỉ vì muốn cứu em gái cho nên cậu phải diệt quỷ. Khi đi trên đường cậu gặp được một chàng trai, là chàng trai trên rừng đã thần thi chung chứ ai. Có mái tóc màu vàng và lúc nào cũng luôn la hét, nhưng cậu ấy rất bá đạo vì sử dụng hơi thở sấm sét. Khi hai người đang bên trong ngôi nhà làm nhiệm vụ, gặp một thợ săn quỷ đội một cái đầu có hình thú. Cậu ấy rất nhoi, có tên là Inosuke, có khuôn mặt và mái tóc như con gái nhưng khẳng định không phải BD. Một người thì rất nhát, người còn lại thì cục xúc. Riêng với Tanjiro cậu luôn giữ bình tĩnh đúng lúc. Tuy tính cách có khác nhau nhưng họ không bao giờ bất đồng, khi họ chung sức với nhau thì xác và quỷ luôn chất đống. Yeah, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. Yeah, yeah. Tanjiro Inosuke Zenitsu, Tanjiro Inosuke Zenitsu, Tanjiro Inosuke Zenitsu. Yeah. Luôn phải ngăn chặn những việc làm của Inosuke. Cậu ấy hơi bất đồng nhưng hài hước thì khỏi phải chê. Còn cái tên Tanjiro tại sao hắn lại quá tốt bụng, làm cho ta muốn phát điên đến mức đầu óc muốn nổ tung. Mỗi khi nghe đến quỷ thì đầu óc của cậu lùng bùng, khi đối diện với quỷ thì tay chân của cậu bủng rủng. Đối đầu với cậu ấy thì các ngươi không nên chớp mắt, đầu các ngươi sẽ rơi trước khi kịp nhận ra vết cắt. Kiếm phải sắc, không được bế tắc, phải tạo ra được bước ngoặt. Hỗ trợ cho nhau, chiến đấu phải mẫu, suy nghĩ nhanh lẹ chứ không nên ngồi lầu bầu. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn uống, như là người một nhà vì chúng ta ngồi chung xuồng. Có nhiều lúc tình huống diễn ra khiến chúng ta bế tắc, nhưng đã là đồng đội thì không bao giờ cho phép bỏ mặt. Ê, Musan, Tanjiro vẫn còn rất cay ngươi. Khi còn có thể thì hãy nên mỉm nụ cười, vì cậu ấy có thể sẽ đưa ngươi về nơi chính suối. Khi ta tiêu diệt ngươi thì không cần phải dùng đến muối, vì lỗ mũi của ta có thể đánh hơi được mùi. Còn có thêm một cậu bảy tốc độ nhanh như sấm chớp, thêm cậu heo vẫn sẽ đánh với ngươi cho dù cậu ấy có sắp chết. Các đại chủ tụ họp những người mạnh tinh tú, còn bọn ta như những mầm non đang lú. Trong tất cả chúng ta đều có chung một mối thù, tiêu diệt tất cả bọn quỷ các ngươi là điều mà ta sẽ trả đủ. In sâu vào trong tâm trí ba chúng ta cần phải mạnh hơn, đây là thời khắc sinh tử chứ không phải lúc để giỡn. Bộ ba này đã tạo ra nhiều khoảnh khắc thật sự tuyệt vời, ông trời đã tạo ra họ với niềm tin và sức sống mãnh liệt hơn đời. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. Yeah, yeah. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. Tuy không có chung một thầy, nhưng anh em chúng ta vẫn chung bày. Yeah. Xác bọn quỷ được trưng bày, nhưng đó chỉ là một đống bày hay. Đống bày hay ha. Thanh kiếm tuy có sức mẻ, nhưng vẫn cắt được các ngươi như tờ giấy. Lưỡi gươm diệt quỷ này sẽ chém hết những hiểm họa sau này. Yeah.